chiêng 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 trống chiêng vẫn còn tốt hả chú? Chiêng còn cái đàn trung. Dạ. Vẫn còn vẫn còn xài ngon chứ chú? Cái chuông bự lắm, chuông cái hai người nặng lắm, nó y cái đại hồng chung với mấy chuông. À, đại hồng chung vậy. Đại hồng chung. Cơ sở tiến đi sửa chữa thay mặt trống, chuẩn bị cho lên xe. Chiếc trống chầu lớn có kích thước đường kính là mặt trống 80 của đình thần Tân Phong ạ, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là chiếc trống của cơ sở tiến đi sẽ thay hai mặt trống, sơn phết lại cho bên đình thần. Cơ sở sản xuất chống chiên chống mó Tiến Duy. Hôm nay cơ sở Tiến Duy đang quay nhằm ngày 11 tháng 10 năm 2024. Thì hôm nay cơ sở Tiến Duy đã tới tại đình thần Tân Phong để mang một cái quả trống chầu lớn, kích thước đường kính là mặt trống 80, chiều dài là 1m2, về thay hai mặt trống cho bên đình thần. Đây là cơ sở Tiến Duy tới tận đình thần để chuẩn bị trở về. Nếu có quý khách hàng ở tại Đồng Nai mà có nhu cầu tu sửa thay mặt trống hoặc là mua trống mới, mua chiêng, mua chuông, mua mó khí pháp đình chùa như ở bên đình thần thì là lọng thờ hoặc là bên bát biểu, thì xin liên hệ bên cơ sở Tiến Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở Tiến Duy nhận sửa chữa và thay mặt trống, sản xuất trống mới, chiêng mới, chuông, mó cây ạ, cho các đình thần. Nếu có quý khách hàng mà có nhu cầu thì xin liên hệ bên cơ sở Tiến Duy ạ. Đây chiếc trống đã bị xuống cấp bao nhiêu năm sử dụng. Nay cơ sở Tiến Duy tới tận đình thần để mang về thay mới và thay bọc lại mặt trống và sơn lại phết lại như mới luôn cho bên đình ạ. Cơ sở Tiến Duy xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Duy ạ. Cơ sở Tiến Duy bàn giao sửa chữa thêm hai mặt trống cho về đình thần Tân Phong ạ. Cơ sở Tiến Duy bàn giao sửa chữa thay hai mặt trống cho đình thần Tân Phong ạ. Chú cứ lấy rùi chú thử đi chú. Thử được mà chú. Chống mang về đình mà. Có chết thì